Xin chào tất cả các em đến với chương trình dạy học trực tuyến bộ môn thể dục khối 6. Về chủ đề của tiết học ngày hôm nay, chúng ta có bài thể dục liên hoàn và ném bóng. Trước khi vào bài học, thầy mời tất cả các em chúng ta khởi động. Đầu tiên, chúng ta sẽ xoay các khớp. Động tác thứ nhất, xoay cổ. Chúng ta thực hiện xoay từ phải sang trái. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đổi chiều, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ hai, xoay khuỷu tay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đổi chiều, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 3, xoay vai, đặt hai tay lên vai. Chúng ta thực hiện xoay từ sau ra trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đổi chiều, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ tư, xoay cánh tay, thực hiện xoay từ sau ra trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đổi chiều, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ năm, xoay hông, thực hiện xoay từ phải sang trái. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đổi chiều, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 6, xoay cổ tay, cổ chân, thực hiện xoay bên chân phải trước và xoay từ phải sang trái. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đổi chân, đổi chiều tay. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đối với các động tác căng cơ, chúng ta thực hiện căng cơ tay vai trước. Chúng ta thực hiện bên tay trái trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đổi tay. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác căng cơ tay vai sau, chúng ta vẫn thực hiện bên tay trái trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đổi tay. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác nghiêng lườn, chúng ta thực hiện nghiêng lườn bên phải trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đổi bên. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác gập thân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác căng cơ đùi sau, thực hiện chân trái trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đổi bên. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác căng cơ đùi trước, thực hiện chân trái trước. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, đổi chân, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác ép dọc. Chúng ta khuỵu gối bên trái trước, chân phải duỗi thẳng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đổi chân. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác ép ngang. Chúng ta thực hiện khuỵu gối bên chân trái trước, chân phải duỗi thẳng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đổi chân. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đến với chủ đề đầu tiên thì chúng ta sẽ ôn lại bài tập thể dục liên hoàn từ nhịp 1 đến nhịp 20. Các em sẽ quan sát hình ảnh minh họa. Tư thế chuẩn bị. Nhịp 1, nhịp 2, nhịp 3, nhịp 4, nhịp 5, nhịp 6, nhịp 7, nhịp 8. Nhịp 9, nhịp 10, nhịp 11, nhịp 12, nhịp 13, nhịp 14, nhịp 15, nhịp 16. Nhịp 17, nhịp 18, nhịp 19, nhịp 20. Và sau đây thầy mời các em xem video hướng dẫn luyện tập bài thể dục liên hoàn từ nhịp 1 đến nhịp 20. Bài thể dục liên hoàn lớp 6. We'll be right back.
19 20 Bài thể dục liên hoàn lớp 6. Chuẩn bị. Bắt đầu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Chúng ta đến với trò chơi giăng lưới bắt cá. Các em quan sát hình ảnh minh họa của trò chơi giăng lưới bắt cá. Về cách thức thực hiện của trò chơi, người chơi chia thành hai nhóm với số lượng bằng nhau. Một nhóm nắm tay nhau để chuẩn bị làm lưới vây bắt cá, nhóm còn lại làm cá chạy tự do trên sân. Khi nghe hiệu lệnh, tiếng còi hoặc tiếng vỗ tay, những bạn làm lưới sẽ tạo thành một vòng tròn và tìm cách dồn cá vào trong để bắt. Đàn cá di chuyển nhanh, khéo léo trong khu vực sân chơi để không bị bắt vào lưới. Những con cá bị vây bắt trong lưới sẽ bị loại trong lượt chơi tiếp theo. Nhóm làm lưới thực hiện vây bắt cá trong 3 lượt, sau đó đổi vai trò của hai nhóm và thực hiện tương tự. Nhóm nào bắt được nhiều cá hơn, nhóm đó thắng cuộc. Chúng ta chuyển sang chủ đề thứ hai, đó là ném bóng. Thì chúng ta sẽ ôn lại kỹ thuật ném bóng. Kỹ thuật ném bóng có 4 giai đoạn. 1 là chuẩn bị, 2 là chạy đà, 3 là ra sức sau cùng, 4 là giữ thăng bằng. Chúng ta đến với giai đoạn đầu tiên, đó là tư thế chuẩn bị. Chuẩn bị chạy đà, đứng chân trước chân sau, chân khác bên với tay cầm bóng đặt ở phía trước, bàn chân thẳng với hướng ném bóng. Trọng lượng cơ thể dồn vào chân trước, chân sau chạm đất bằng nửa trước bàn chân. Tay thuận cầm bóng ngang đầu, lòng bàn tay hướng ra trước. Đây là hình ảnh minh họa của tư thế chuẩn bị. Chú ý, các em cầm bóng trên tay thuận một cách tự nhiên, thoải mái, không bóp chặt hoặc là cầm quá lỏng. Tư thế chuẩn bị nên đứng tự nhiên, tự tin và nhìn về hướng chạy đà. Hai, chạy đà. Các em quan sát hình 3, các bước chạy thẳng. Các em quan sát hình 4, 4 bước đà cuối. Bước thứ nhất, chân bên tay cầm bóng bước ra trước, đồng thời tay cầm bóng duỗi ra sau. Bước thứ hai, chân bên tay không cầm bóng bước ra trước, bàn chân chết sang phía tay cầm bóng, tay cầm bóng tiếp tục giữ phía sau, tay không cầm bóng co tự nhiên và đưa ra trước. Bước thứ ba, chân bên tay cầm bóng bước chéo ra trước, bàn chân đặt chết ngang, thân trên ngã ra sau. Bước thứ tư, chân bên tay không cầm bóng tiếp đất nhanh, xoay vai về hướng ném để chuẩn bị cho giai đoạn ra sức cuối cùng. Chú ý, khi chạy đà không cần thiết phải chạy nhanh tối đa, cần chạy theo nhịp điệu cho phù hợp. Chú ý chạy theo đường thẳng, không chạy vòng hoặc thay đổi tốc độ chạy đà, nhanh rồi chậm rồi nhanh. 3. Ra sức sau cùng. Các em sẽ quan sát hình 2, kỹ thuật ra sức cuối cùng. Chú ý, khi ném, góc độ ném tầm 45 độ. Tránh trường hợp bóng rời tay quá sớm hoặc quá trễ làm giảm thành tích. Bốn là giữ thăng bằng.
Các em sẽ quan sát hình ảnh giữ thăng bằng chân trước và hình ảnh giữ thăng bằng nhảy đổi chân. Luyện tập, các em thực hiện phối hợp 4 giai đoạn kỹ thuật ném bóng từ chậm cho đến nhanh nhiều lần cho thuần thục, thực hiện bằng tay không, không có bóng. Và chúng ta sẽ học một số điều luật cơ bản trong ném bóng. Thì một số điều luật cơ bản trong môn ném bóng. Bóng ném là bóng cao su có khối lượng 150g. Trong quá trình thi đấu, vận động viên chạm vào vạch giới hạn là phạm quy. Bóng rơi ra ngoài khu vực quy định sẽ không được công nhận thành tích lần ném đó. Thành tích ném là khoảng cách được tính từ vị trí vạch giới hạn ném bóng tới điểm chạm gần nhất của bóng. Các em quan sát hình ảnh sân ném bóng. Chú ý cho thầy các số. Ở số 1 là vạch giới hạn. Số 2 là khu vực chạy đà. Số 3 là khu vực ném bóng. Câu hỏi củng cố bài. Một, kỹ thuật ném bóng có mấy giai đoạn? Kể tên các giai đoạn đó. Hai, em hãy nêu một số điều luật trong ném bóng. Ba, em hãy nêu một số môn thể thao liên quan đến động tác ném. Bài tập về nhà. Một, các em ôn lại nhiều lần thuộc bài thể dục liên hoàn, chuẩn bị từng 8 kiểm tra giữa học kỳ 1. Hai, thực hiện nhiều lần hoàn thiện kỹ thuật ném bóng, phối hợp 4 giai đoạn kỹ thuật ném bóng. 3. Sau khi nghe bài giảng xong, các em hoàn thành các câu hỏi củng cố trên và gửi cho giáo viên theo hình thức viết ra giấy chụp hình hoặc làm bằng file Word gửi qua Zalo group lớp mà giáo viên đã tạo. Tất cả các bài làm các em nộp xem như một hình thức điểm danh. Các em có tham gia học tập và tính vào cột điểm chuyên cần. Các em có 10 bài củng cố tương ứng với 10 điểm. Số bài làm tối thiểu mà các em đạt cột điểm này là từ 7 bài trở lên. Các em có thể làm bổ sung đến hết tuần 12 của học kỳ 1. Tuần 13, giáo viên sẽ tổng kết số bài làm của các em đã nộp và báo điểm về cho các em. Đến đây thì bài học của chúng ta đã kết thúc. Xin chào tạm biệt tất cả các em. Chúc tất cả các em sức khỏe và học tốt.